thế mời các cháu ra ở đây là. Trong một giấy mộ này thì con của cụ tổ là đây có một cụ tổ bà nằm ở đây. Cụ tổ bà mà tôi là gọi bằng ông cụ và ông kiểu bằng cụ nhá, nằm ở góc đầu tiên đây. Thế còn hai cụ tổ nữa bên đây. Đây là như chúng tôi phải gọi bằng cụ tổ đây này, hai cụ đây, đây là con dâu của cụ tổ đây, con dâu của cụ tổ đây. Đấy đấy má, đấy là mộ của ai mà nói to ra? Đây là mộ của bà ngoại. Bà ngoại phải gọi bằng dì ruột, bằng bà dì ruột. Bằng bà dì ruột. Bà ngoại của mình, bà ngoại của mình phải gọi đây là bằng dì ruột, bằng dì ruột đấy. Không sao mà nó quay theo quá. Chào đây. Làng này cao nhất của làng đây này. Quay ra đây là mộ đây này, cháu này. Ngày trước thầy Pháp Ban nó đã thầy cho mình nó nổ mà cũng không vỡ gì kinh lắm. Bà ngoại có mang cô về một lần về quê này rồi bà ngoại dẫn cô xong bà lại về mà. Đấy cái quanh nhà là ngày trước Việt Minh nó mình mà cũng đổ nhờ cậu nhỉ. Trước thì thằng Pháp ở đây lắm chi cơ. Mình phá nó nổ tại vì là bác ghi là ngành kiến trúc xây dựng. Thế là nhà của ai? Tức là mình xa lắm, tức là đẻ là người đó. Đây là hết cả đây là... Đây là phần mộ bố mẹ đẻ ra bà. Bố mẹ đẻ ra bà. Ra bà ngoại. Là người mà đã có công mà đã giúp cho nhân dân ta mà chiến thắng ở thế kỷ thứ 13. Tự sinh năm 226, tự mất năm 1300. Tự làm sông chiến nổi tiếng về nhà Trần, tự là người mà văn võ song toàn, vừa văn vừa chính trị vừa quân sự. Tự là người đã có công đắc lực để giúp nhà Trần ba lần đánh thắng quân Nguyên xâm lược đất nước Việt Nam. Thì đây là nơi thờ cụ sinh ra là chính là đây đất ở lại này. Thế cụ sinh thời của đây nó cụ giúp nhà Trần để xây dựng nhà Trần. Khi mà đánh tạc xong thì cụ được về tiếp bàn thôi. Nhưng mà nhân dân xây dựng ở đây để tưởng nhớ cái cụ là nơi đầu tiên cụ sinh ra trong lòng đất này.
bức chân dung cảnh cụ. Đây, bức chân dung cảnh cụ đấy, em quay sát nó đấy. Ừ, được. Nên là nguyên văn là cái rừng Ngũ Lim này ở cửa rừng dưới hà cửa rừng Quảng Ninh Hải Phòng là ông Trần Hưng Đạo đã chỉ đạo cho nhân dân chặt những cái cọc này. Bây giờ cái cây lim này đã trên 1.000 năm, thế là còn lại hai cây lim này trên 1.000 năm. Bây giờ còn, vâng, bây giờ không còn ạ. Thế là cái cọc này ở hang đổ gỗ của Quảng Ninh Hải Phòng còn ta đã bảo cái hang đổ gỗ đó đấy. Vâng, đây là đồng tám như vậy. Thế còn thì mời ông tham dự theo bàn này là cái thế trận thắng trận thứ ba. Cứ quay theo bàn bên kia. Thì là vua Trần cùng bầy tôi của nhà Trần đã đánh thắng 2 lần. Thế và quân giặc Nguyên Mông là còn cay cú nhiều lần. Thế nên là muốn cố gắng chiếm đất Đại Việt lúc đó thì bắt đầu đưa quân từ miền Quảng Ninh nó đi thẳng nó vào trong Nghệ An Quảng Bình và đánh từ trong ấy đánh ra và đánh từ phía bắc đánh vào. Thế thì nhà Trần đến bây giờ đấy là có cái kế là đánh theo cái kiểu của cụ Ngô Quyền. Thế báo cáo với đoàn đấy là ông Trần Hưng Đạo nó đi thám thính từ sông Đuống, sông Bạch Hạc từ để xuống cái này thì xuống đến đây thì gặp cái bà cụ bán nước ở đây mà bây giờ lên được là cho nên là ông Trần Hưng Đạo mới quyết định là lấy cái rừng phá rừng gỗ lim cắm hai cái bãi cọc ở đây cọc lớn. Thế nên là báo cáo với người như vậy thì người đến bây giờ đến là cái đền thờ của sư phụ bây giờ có ngôi thờ đúng không? Có cái sư đà đấy, cái đền thờ đấy. Thế nên là bà có mách cho ông Trần Hưng Đạo đấy. Thì ông Trần Hưng Đạo bây giờ đến là đi xem cái thăm dân và cũng là kế sách của Trần Hưng Đạo là thăm dân là như vậy. Nhà Trần quân tướng của nhà Trần quyết tâm đánh giặc cho nên là khắc hai chữ sát khắc của tay, tức là sát là giết mà khắc là đập khắc, tức là giết đập khắc. Thế thì đây là tượng trưng cho cuộc đời ông bố và là anh quân nguyên vào thế trận lần thứ nhất vào năm 1255. Thế đến năm 1285 nhân dân nghe lời vua nghe lời cụ cụ bác mà câu này phải đánh đấy, bắt được nó một cách rất quý của người dân, bắt được nó một cách rất là cao thượng chứ không phải là tầm thường. Tin nghe thế thì khi mà đã xây dựng xong cái chùa Yên Tử đấy là người có về định là về quê thôi, nhưng mà có về qua kinh đô đấy thì khi mà bị con nhà Trần bây giờ có quyền phế chất vua con, có quyền hơn như là thượng hoàng và thái thượng hoàng, thái thượng hoàng và đấy là chế độ hai. Thank you.
nãy quay đã. Em sợ vừa nãy quay đã. Quay được quay chị nhá, vừa nãy quay đã. Mẹ Hà ơi. Dạ. Dạ. Ui giời, anh cái trông của năng hơn sớm rồi nha. Đến là diều mai quế lộ không diều mai quế lộ không diều sâm 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 chủ tiên không chính con đang đặt tên là mai không phải mai 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 quế lộ của đây là đấy đầu đầu đấy đó đây là của Hàn Quốc nhưng mà bạn hai á không phải mai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em đi học, giờ mai em đi học không? À, nó bảo nó đi học. Em lên nhà bác Lâm. Phải là bên Phan Mộc Châu à, đúng rồi. Ngã không cây ngã, ngã 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 không? Ngã ngã còn mua mua trông như nào về giáo sư về này quá thằng nghịch. Ngã như đường tóc nó bay độ cũng dài nhảy. Ngã ngã. Chứ cái mũ này nó nhớ là gì? Ngã rồi. Đây đây đấy. Con này cái này nó ăn cổ. Mắt rồi cơ. Dậy nên nó làm cái đánh cửa là nó ăn mâm 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 đó dài mà tí chạy lên là đẹp mà cậu cũng buồn cười dậy đi nhá mới bỏ đi đủ nhà quê con ăn nữa không phải đủ à ra đây cũng ăn được cháu đi ra đây qua đâu ăn đi nhá ăn đi nhá ăn được nhá mà đi nặng ăn không đây mình nặng quá ai đó thấy một đoàn không ăn thì hai cái là chuông củ đau để ngủ kia còn quá tân dài này già đi đỏ bác ạ, đèn trò này cũng ngay đỏ. Bây giờ già đi đỏ về mất tiền, phải đi chỗ cầu đâu mà. Cô thay kia kìa đó, cô thay kìa. Chỗ ông cho, à, cầu cho dân mấy, gài là 20 tỷ. Khoai đàn, ngay không có tiền cầu. Ngoài to, đuôi, phải mình to thế mới lại. Ừ, khoai to. Có hai bài, mỗi ba một chục tỷ. Trò ra khoai to. Nhà khoai bỏ, không phải khoai nhồng bỏ lắm. Khoai quê mình ngon. Khoai căng tư. Sao lại giống ý, giống là giống nhà. Rồi xong rồi quay trắng. Cháu gì hà như thế không? Nó xanh cái lòng. Vâng. Không cứ đợt mà ngày xưa là thứ 8 ấy thì nó ngon. Rồi sau cứ đợt gần đây chồng cũng đồng. Ừ. Nó ăn nó nhạt. Lại giống. Vừa nhìn nhắm qua là nó bỏ điếu. À cũng miếm nhé. Nhà mấy đường nó ngu đó. Thì em phá cái chùm nhá. À cái thầy gì đấy mạnh chưa? Mạnh ra đấy. Mạnh mạnh coi chứ cái nhã nè. Nó bỏ này, ông Hồng ơi, đúng chặt cái giống mấy cây. Ủa, chặt công an nó bắt, ủa đây là biểu công an. Ủa đây là biểu công an. Mới về nó 5 tuổi. Ừ, đấy. 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 Bác Chiến đâu? Gặp một cậu mới. Dạ, gặp một cậu bác Chiến đây hả? Dạ, ăn được thì bỏ đi, anh thì cứ đưa. Ừ, những cái thịt là ngon nhưng mà ăn được thì bỏ đi. À, nhiều. Không ăn được đâu nhá. Gấp, đi gấp lại đâu anh ạ. À? Vâng. Ôi, mà đá thôi. Ôi, cháu áo xuống kìa. Gấp thế đâu. Không mấy lẻ gấp ở đây. Để ăn cơm nhá. Vâng. Rồi, Nhà cái từng cao một như một cái mặt khác.
mấy ngày còn khỏe lắm. Ngày hôm trước hắn còn lái xe đưa đáng chú ý nhất ở lượt đấu thứ ba của giải vô địch quốc gia năm 1992 là cuộc đấu giữa Thể Công và Công Hà Nội trên sân Hà Nội. Các bạn dưới khán giả có mặt tại sân đã được chứng kiến trận đấu quyết liệt của Hà Nội. Đứa con gái đâu? Trận đấu này được diễn ra sân nhà của Thể Công. Tuy nhiên các cầu trẻ Thể Công tính đến thế bố thì phát huy được vận thế đó. Không có Hồng Sơn, không có Việt Hoàng, không có những người chơi giữa của Thể Công thay đổi. Đối đáp, tình thức tận tâm. Lại đây cho tôi cô đây. Bên này có mấy đồ không có? Anh có biết là mình sẽ phải kiếm cái gì không hả? Chà cô Lâm Vũ. Vâng, chẳng bao giờ chúng tôi chụp với tay không. Bên này bảo là lấy lời khác. Đi thôi, nó nhẹ hơn. Thôi, đây cháu. Tôi là... À, để đi chụp. Anh xác định con gái của cô đúng không? Quá, là tôi cần biết điều này. Có gì đâu, đây là một thông tin vô tài. Một anh chủ rất có thể sẽ thật cần khi ra tòa. Quay. Anh khóa lại đi. Mày chen. Con như là không. Mày em tôi mày đồng phạm đấy. Bắt đầu 5:30 nhé. Bác cô uống đó, có để cho mày nhầm thuốc hả? Đấy thôi. Bác cô uống ở đâu rồi cháu? Đưa cho mày. Chứ đây anh chị không có người ăn. Con đường này nó thế nào đây? Đi xem con đường cứu mạng đấy. Đấy sao đây? Chúng ta phải tính. Chúng chẳng có vấn đề gì nữa, chỉ có những yên tĩnh là người ta quan tâm thôi. Một mình ta đi, thì chỉ muốn lo chắn đến sao của anh ta. Tôi lên cơm, đây bác được. Bác ở kia này, bác kia lên. Xin lỗi, bác sĩ lắm. Chúng tôi không có nhận định sang cậu, chỉ vì cái công việc trước kịp thôi. Biết là có công việc rất tốt phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.